Ô, chưa được một quả nào vào trong chua, chưa vào trong vòng cấm luôn. Đây vào đây, vào đây. Ông đấy chuyên nó đá cánh phải nhưng mà đấy đá bóng kiểu trước
mình toàn thấy đưa bóng phát chứ mà lại chuyển đi thằng kia. Đến kia nó treo vào thằng đấy lúc đấy chứ nó không ấy, thằng đấy chỉ được cái chạy nhanh nhưng mất nhanh hơn thì thằng đấy có thể chạy ra chứ không sút đấy đâu. Mà chỉ thì nếu mà của tôi đi một cái mà nó bắt được cái nhanh đó thì thằng đấy chạy nhanh hơn nó. Cái chân mình dọc thì chuyển thì cũng qua. Cho nên ông để ý cái bông bông đi luôn vào quỷ đi luôn đánh đâu ạ thì chắc là người đi ra cho tôi đi cô đi yếu ông này.